Chuyện Bác sĩ sói. Bác sĩ sói là câu chuyện ngụ ngôn nói về cuộc đấu trí và đấu sức giữa sói và ngựa. Ngựa thông minh hơn đã tương kế tự kế để trị tội con sói gian ác. Câu chuyện này được viết phỏng theo chuyện của La Fontaine, một đại thi hào nổi tiếng về thơ ngụ ngôn trong nền văn học cổ điển Pháp thế kỷ 17. Thơ ngụ ngôn của La Fontaine thường có một lối kết cấu độc đáo, hấp dẫn, giàu tính kịch và một ý nghĩa giáo dục nhẹ nhàng mà sâu sắc, nhiều khi kín đáo và bất ngờ. Chuyện có giá trị như một màn kịch nhỏ, khá linh hoạt về cuộc đấu trí và đấu sức giữa một bên là sói, tiêu biểu cho loại người gian ác, xảo quyệt, và một bên là ngựa, tiêu biểu cho loại người lương thiện và khôn ngoan. Sói định dùng mưu để lừa ăn thịt ngựa, nhưng không ngờ lại bị ngựa khôn khéo đưa sói vào tròng để trị tội sói một cách đáng đời. Thật đúng với câu dùng mưu lại mắc mẹo. Nội dung câu chuyện Bác sĩ sói như sau. Có một con sói đang kiếm mồi trong rừng. Chợt nhìn thấy một chú ngựa đang ăn ngoài đồng cỏ. Chú ngựa béo tốt quá mà không có ai trông cả. Mỏm chú không có cương, cổ chú không có dây buộc. Sói thèm rõ nước dãi nhưng nghĩ bụng, không có người giữ thì hay lắm, nhưng cũng không có dây buộc. Giữa đồng trống, nó thấy mình, nó chạy thì khó lòng đuổi kịp. Có đuổi kịp thì nó to khỏe thế ấy, đánh với nó dễ cũng hết hơi. Nhỡ giằng co lâu, chủ nó biết, chạy ra thì sao? Suy nghĩ mãi, sói tìm ra một kế và đắc ý cười thầm. Nó đi tìm một cái kính đeo lên mắt và một ống nghe cắp vào cổ, choàng thêm một áo khoác trắng và chụp lên đầu một mũ vải trắng có thêu chữ thập đỏ. Nó ra khỏi rừng, khoan thai tiến về phía ngựa. Chú ngựa bình tĩnh đề phòng, chú biết nếu cuốn lên thì chắc chết. Chú chờ xem sói giở trò gì. Chú sẽ phi ngược về phía rừng, vừa phi vừa hí. Thôn xóm ở phía ấy, người và chó sẽ đổ ra tiếp cứu chú. Tiến được một quãng, sói lấy giọng hiền lành nói: "Bên xóm mời ta khám bệnh, ta đi đây. Nào lừa, ngựa, bò, dê, ai có bệnh ta khám hộ cho rồi sẽ đi. Hãy còn sớm." Ngựa lễ phép: "Xin chào ngài bác sĩ, cháu đau lắm, ngài làm ơn khám và chữa giúp. Tốn bao nhiêu, cháu sẽ xin tiền chủ trả hầu ngài." "Cha, chữa làm phúc, tiền với nông gì? Đau thế nào, đau ở đâu, lại đây xem thử." "Ôi, cựa một cái là nó đau thế trời." "Phiền ngài lại phía sau cháu, cúi xuống mà xem." "Đau ở chân sau, chân phải, chắc là dẫm phải gai." Sói mừng rơn, mon men lại phía sau chú ngựa. Nó vờ cúi nhìn, thực ra đang lừa thế, để chồm lên cắn đuôi ngựa cho bại liệt, hết chạy. Chú ngựa nhón chân, vờ rên rỉ: "Chao ôi, đấy, đấy, ở lòng bàn chân, ngài xem kỹ cho." Khi thấy vừa tâm, ngựa tung vó, đá một cái trời giáng, khiến sói bật ngửa người, bốn cẳng bơi giữa trời. Kính vỡ, mũ văng xa, vành móng sắt va đúng mỏm, làm gãy mấy chiếc răng và đổ máu mồm, máu mũi. Ngựa nhảy ra xa đứng hí dài, sói gượng dậy lê lết về phía rừng. Nhưng không kịp rồi, mấy con chó chạy trước, một đoàn người theo sau, mang giáo mát kết liễu đời con thú ác. Nhấn like và subscribe để xem thêm nhiều video mới nhé.